Thưa quý vị, tỉnh Thanh Hóa hiện có 26 lò đốt rác tại các huyện thị, trong đó thì có nhiều lò đốt rác do đầu tư đã lâu cho nên là bị hư hỏng và xuống cấp. Có lò đốt do thiếu kinh phí duy trì nên đã ngừng hoạt động. Và trong khi các dự án đầu tư về rác thải mới thì vẫn chưa hoàn thành. Điều này thì dẫn đến tình trạng là nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải. Năm 2004, dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng bị chậm tiến độ, phải chuyển chủ đầu tư khác. Năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư mới dự án với diện tích 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn 1.000 tấn một ngày đêm. Dự án chia hai giai đoạn, tổng mức đầu tư là 90 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn 1, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1 năm 2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã nhiều lần xin lùi tiến độ thực hiện. Hiện công trình đang bị giang dở với nhiều hạng mục xuống cấp, trong khi bãi rác núi Voi đang bị quá tải. Đặt ra một cái bãi rác 12 ha cách đây từ 2007, một cái dự án mà mười mấy năm rồi không thực hiện. Đấy, cho nên là rất ô nhiễm, rất nguy hiểm đến đời sống sức khỏe của nhân dân ở đây. Như chúng tôi thật là ô nhiễm, ở nhà mà cứ phải đóng kín cửa mà mãi ngoài kia đi. Tại người dân chúng tôi chỉ cứ kêu cầu các cấp trên là làm sao cho cái bể thải cho nó sạch sẽ mà không thể đưa chỗ nào đưa. Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án và đi vào hoạt động nhằm xử lý ô nhiễm tại bãi rác núi Voi. Đồng thời chỉ đạo công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn phun hóa chất để giảm ô nhiễm ảnh hưởng. Thì địa phương cũng đã thường xuyên đề xuất phối hợp với công ty môi trường để thực hiện các cái biện pháp khử khuẩn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thường xuyên cũng đề xuất với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho công ty hiện nay đang thực hiện cái dự án xây dựng nhà máy để sớm nhà máy đi vào hoạt động. Hiện tại chúng ta chưa sử dụng được các cái công nghệ đốt rác tiên tiến. Đấy, thì ta có thể là tạm thời là chôn lấp, sau này có cái đề tài khoa học nào nó lớn mà được nhà nước mình công nhận hoặc là thế giới thì khi đó là chúng ta xử lý theo cái công nghệ đó thì nó sẽ phù hợp nhất. Còn đây là công trình đốt rác thải sinh hoạt tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn do công ty cổ phần xây dựng môi trường Triệu Sơn làm chủ đầu tư. Năm 2019, doanh nghiệp này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất. Tuy nhiên đến nay công trình này vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục giang dở. Phương Hợp Thắng có một cái lò xử lý rác thải thì đã thi công đang dừng mấy năm nay. Thì đối với thực chất ra rồi, cái nhu cầu xử lý rác thải địa phương là rất lớn, rất cần, nhất là đang tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy cái lò này thì đang đã tạm dừng. Đối với địa phương thì rất cần những cái lò rác thải xử lý rác thải như thế này để xử lý rác thải cho các hộ dân trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, tỉnh có 17 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đang hoạt động. Một số bãi đã quá tải gây ô nhiễm môi trường, trong khi tiến độ đầu tư các dự án xử lý rác thải mới như dự án xử lý rác thải tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, dự án xử lý rác thải tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vẫn chưa hoàn thành. Việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh chủ yếu bằng công nghệ đốt, chôn lấp và một phần nhỏ tái chế. Do đó, Thanh Hóa cần sớm có giải pháp mới để xử lý rác thải hợp vệ sinh, hạn chế ô nhiễm môi trường.